Chúc mừng năm mới bố mẹ, con chúc bố mẹ được nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Giỏi. Năm mới bố mẹ chúc cho con một năm mới khỏe mạnh, học giỏi nè, nghe lời bố mẹ, cái đó là quan trọng nhất. Và năm nay là cái năm học cuối cùng của trung học. Đây là cái điểm rất là quan trọng trong cuộc sống của con, cho nên con phải cố gắng siêng năng học hành. Có một kết quả tốt đẹp thì con sẽ có tương lai tốt đẹp. Cái mẹ muốn chúc gì cho con không? Mẹ chúc cho con là lúc nào cũng nghe lời. Mẹ lúc nào cũng muốn cho con là học mình đạt được kết quả tốt. Ha? Và con lúc nào con cũng look after em, cho em một cái noi gương cho để cho em lại tiếp tục học hỏi. Look up to you, yeah? Ok. Này, năm mới này, bố vì gì cho con nói em? Giỏi. Okay. I next. Simon. Ở vậy Vivian đi. Chúc mừng năm mới bố mẹ. Con chúc bố mẹ khỏe mạnh, hạnh phúc và may mắn. Mẹ chúc cho con đó là ngoan, nghe lời và con phải biết thời gian để con học. Con có cố gắng học hành nha chị con, yeah. Học cho giỏi. À, ok, học giỏi nè, rồi giữ gìn sức khỏe nữa, phải không? Look after yourself, eat the right thing, yeah. Đây, có lì xì cho. Kít bố cái, đi à, lì xì, kít bố cái. Kít mẹ cái, anh sai mình đâu? Okay. Chúc mừng năm mới bố mẹ. Con chúc bố mẹ nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc, không có stress nhiều và có nhiều tiền. Úi dồi ôi. Cảm ơn con. Mẹ chúc cho con ăn nhiều, trọng lớn, mau lớn. Con phải cao bằng. Mà một điều quan trọng nữa là con phải nghe lời bố mẹ, học giỏi. Ok. Hiểu chưa? Thêm một năm mới là thêm một sự khôn ngoan. Thêm một sự khôn ngoan là mình phải biết vâng lời bố mẹ, học hành cho giỏi. Và sang năm phải cao ráo mạnh khỏe đi học. Lúc nào cũng stand up for the right thing, yeah. Đây bố lì xì cho con một năm mới nhé. Dạ. Giỏi. Lúc đấy Kevin quên give a hug. Kêu Kevin ra đây. Nhanh lên anh Kim đâu? Anh Kim. Yeah, he's a mom. Anh Kim. Ra đây. Không mà thôi. Anh Kim. Nhanh lên. Con phải giết cái. Anh Kim đâu? Nãy bố lì xì cho con xong, con không có ôm mẹ một cái, kiss mẹ một cái. Oh my god, đây. You're a very big boy. Ok, rồi, xong rồi mình tắt.